C này. Siro. Ok, ba đứa ăn đi. Rồi, 2, 3. 1, 2, 3, ăn. Không nhặt cho không ăn đây, của Pila đây. Đấy, ăn cả đi, Siro. Của Siro đấy, của Messi đây. Đây, Siro. Siro chén đi. Cả, chén cả đây. Messi. Đây, hôm nay cho ăn đấy. Pila, chén đi. Đúng rồi, Siro chén nốt đi. Phần của Siro đấy, phần của Messi đây. Đó, ăn đi. Ăn đi, đứa nào ăn phần của đứa đấy, Pila đấy. Rồi, đứa nào ăn phần của đứa đấy, ăn tự nhiên. Siro ăn đi. Anh cho Siro ăn mà. Xếp sẵn ở đây là phần của Siro. Siro cứ ăn đi. Đây phần của Pila, cứ ăn đi. Đây phần của Messi, ăn đi. Đứa nào ăn phần của đứa đấy, ăn hết cái chỗ này rồi. Cho ăn mà này. Cho ăn đứa nào ăn phần của đấy, Pila ăn đi. Phần của Pila đấy. Pila ăn đi. Đấy, mọi người thấy không? Giữ kỷ luật là đến khi mà để phần ăn ở trước mặt mà không bảo ăn là không ăn đâu. Đây, của Pila đây. Ăn đi. Đây, của Messi đây. Messi ăn đi. Nằm ra mà ăn. Tí là anh phần phủ chiếu rồi. Rồi ăn đi. Rồi ok, anh vào đây anh ngồi cùng. Ăn đi. Đứa nào ăn phần đứa đấy đi. Messi ăn đi. Chén tự nhiên. Đấy, Messi ăn đi. Đây, Messi. Siro thì ăn xong, Siro có làm rơi nước nào? Chẳng rơi nước nào. Messi ăn đi, phần Messi đấy. Chọn ngoài. Phần này là phần của Messi, Siro ăn xong rồi. Siro ăn xong rồi, bây giờ đấy là phần của mẹ, để mẹ ăn. Mỗi đứa tính ra được có mấy cái thật là, chứ có được nhiều đâu. Chị ăn đi. Đấy. Ăn chậm quá, cho Pila miếng, cho Siro miếng. Messi ăn kéo của con đấy. Cái phần của Pila là Pila ăn hết rồi, phần của Siro, Siro cũng ăn hết rồi. Còn đây là phần của mẹ. Mẹ giữ kỷ luật quá. Mẹ tưởng là nói đùa. Mẹ tưởng là nói đùa. Tưởng là bảo là cho ăn mà tưởng nói đùa. Ok, bây giờ đến cái đoạn lau nước dãi của Siro nha. Còn nước dãi của Siro nha. Đây cái nước dãi của Siro đây. Nước dãi của Siro lúc anh ăn mấy miếng đấy.
Ok, thế là hôm nay mấy đứa đã nhớ vấn đề gì chưa? Messi. Messi xích vào, Messi nhảy lên ghế ngồi đi. Không thể ngồi đấy được. Ok nhá. Hôm nay như thế là chúng ta đã ăn xong cái bữa sinh nhật của anh nha. Là hôm nay chúng ta đã được chén, thế là được chén sinh nhật, là gọi là một bữa ăn ngọt nha, ăn tạm thế trước. Để chờ cho tình hình dịch nó đỡ này kia rồi hôm nào mà anh ăn hôm nào anh đi ăn nhà hàng thì anh cho mấy đứa đồ ăn vặt là thịt nha. Ok, lau mặt đi, lau mặt lau mồm đi nào. Không, nước dãi nó ướt hết cả cổ ấy, lau đi. Pila không có nước dãi không cần lau hả? Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Cái cái con chó khi mà chúng ta giữ kỷ luật cho chúng nó ấy, thì nó là như vậy đấy. Nó là nếu mà để đồ ăn trước mặt nó ấy, là nó không ăn. Nó thèm ăn nhưng mà nó sẽ không dám ăn. Nó sẽ hiểu được cái vấn đề là khi nào mà chúng ta đưa cho nó ăn. Còn giả sử này, khi mà mình để đồ ăn ở trên ghế mình bảo là của chúng nó thì Messi vẫn không ăn. Hai con này là phải đưa dí vào mới ăn, là bởi vì đã có một vài lần là mình chơi cái bài là để đồ ăn trước mặt và bắt trông không cho ăn và chỉ nói thôi. Như đấy thì chúng nó sẽ chờ, chúng nó sẽ không bảo cho nó ăn, cho nó cũng không có ăn, là bởi vì chúng nó sợ là chúng nó nghe nhầm, có thể hiểu nó là vấn đề nó là như thế. Thì nếu mà ăn thì sai mà, thế cho nên là chúng nó sẽ không dám ăn. Khi mà run vào miệng cho nó, đưa cho nó ăn và đấy bảo, và chúng nó sẽ ăn, cho nó sẽ nhìn mình xem nào có đúng là mình cho nó ăn không. Đúng mình cho nó ăn thì cho nó mới ăn. Mà đấy là Messi cũng vẫn quyết là Messi không ăn, chờ phải ra đưa thì mới ăn. Còn đấy là bởi vì sao? Bởi vì bỏ ra bên ngoài. Chứ còn nếu mà cho vào trong cái bát ăn của chúng nó thì bảo cho nó ăn thì là chúng nó sẽ ăn ngay. Cầm bỏ đồ ăn vào bát và đưa cho chúng nó ăn, đưa cái bát ăn cho nó thì chắc chắn là cho nó sẽ ăn. Úi trời, ra lại nghịch nước rồi. Ra lại nghịch nước rồi. Vớ va vớ vẩn. Ok, thôi được rồi, chúng ta giải tán đi nha. Giải tán đi để anh rũ cái chiếu đi. Chứ bánh rơi ra chiếu lung tung hết cả rồi. Đấy, chị chửi chưa đấy? Phần của chị đừng có ra mà lén phép. Pila xinh gái, rất là xinh gái luôn. Ok.